Dạ thưa quý vị miền Tây, chào bà cô chú anh chị bạn đến với kênh nha. Cả nhà ơi, hôm nay nó phụng được điểm buổi chiều cả nhà ơi, cho nên là hai chị em mình á, cái cây chuối có quầy chuối mới chín cái nhà, thì nghe nói là ba mình nó cũng thèm chuối, trái chuối á, nên là hai chị em á cũng lay lựa mấy trái chín này cả nhà, thì sẽ ra làm chè chuối nha. Thì bây giờ bé Phụng sẽ để chuối vô bọc rồi đặt cho nó nhuyễn ra cả nhà. Còn mình thì mình pha bột cái này. Ở đây á, là mình làm á, cái này á, là bột gạo cả nhà. Bột gạo của này là bột năng nè. Với bột bán á, thì mình đang ngâm rồi cả nhà, ngâm nửa tiếng được. Bây giờ mình sẽ lường bột nè. Đưa. Nhừ không? Đâm nhừ ra chút xíu mình bóp chung với bột á. Cái này chắc 50 gram đó nha. Đây là 50 gram một gạo. Để mình bóp nhuyễn nha. Chứ hồi nãy trước khi làm mình cũng rửa tay sạch sẽ nha cả nhà. Mình bóp cái này ra. Bóp cho nó nhuyễn thôi. Này có cần để nước vô không ta? Để gì bớt đi thôi. Lủng cái bọc luôn rồi. Mà để đi, để chuối bọc tôi bớt. Rửa tay chưa? Rồi. Thôi đâm luôn đi Phụng. Đổ nó ra đâm luôn. Được không? Ừ. Chỉ cần chuối nó nhuyễn thôi. Mình đang nấu nước nóng á, mình pha với bột như này. Không thôi là cả nhà mà pha với nước lạnh á là bột nó sẽ bị nhão á, nó không có ấy vậy. Nước nóng quá. Mình đợi nước nóng như vậy nếu cái nắm ấm mình đẩy mình bóp cho nó nhiệt cho nó nhẹ tay cái này. Mình cũng thú thiệt là này là lần đầu tiên gặp chè chuối luôn, không biết là nó như thế nào nữa. Lần nào còn làm hơi bề bộn thôi, hơi còn hơi bỡ ngỡ. Với lại mình có chuyện này mình muốn nói với cả nhà nè, là có nhiều người vô bình luận nói mình đi bắt cá này kia, ăn mặc này kia, ở thế này nọ nha. Ở nhà thì ăn mặc bình thường, mình bắt cá mặc ở hang á, không phải đâu cả nhà ơi. Tại vì á, mấy cái bộ đồ này nè là mình mặc ở nhà mình cảm thấy thoải mái thì mình mặc ở nhà, còn mấy bộ đồ mình đi bắt cá là mấy bộ đồ đó là lúc trước của mình còn ốm ở cả nhà mình mặc, cho nên là bây giờ mình lên ký rồi, mấy bộ đồ đó mình không có mặc nữa. Cho nên là mấy cái đó mình đi đồng á, là mình mặc đó, mình mặc đi đồng thôi chứ không có mặc ở nhà. Bộ này mình đi có tặng cái ha, bỏ luôn thôi đúng vậy. rồi, tự nhiên lấy đồ ở nhà mặc đi đồng rồi không muốn đồ đâu mặc nữa đúng không, mình chỉ sử dụng những bộ đồ mà mình không có mặc thôi, để mình đi đồng mình quay cho cái nhà xem. Cái Phụng đi vô trong nhà mình quay á cũng mặc đồ của mình không à, không có mặc đồ cái Phụng tại dơ, đi đồng dơ lắm. Giờ mình sẽ trộn bột năng cái nhà. Mình sẽ làm là 50 gram bột gạo và 300 gram bột năng. Mình sẽ bỏ nước vô nóng ra nha. Rồi nè chị. Chỉ chưa? Đúng rồi. Rồi chị bóp cái này chứ. Cái này cái đường chị để đây nè, cái đường để cho chị bóp luôn. Đây cái nhà để đường vô. Cho chút xíu một hồi cái chè chuối của mình á nó được ngọt chứ không có bị lạc cái nha.
Tại em mấy chuối vậy đó. Được không? Rửa tay đi. Để đường cái này là bóp chung luôn. Thấy muỗng nè. Để vô đi, hai ba muỗng, ba muỗng đi. Để đường này nè, có nước không ta? Thêm muỗng liền vui. Để chuối vô đúng không ạ? Một cái hơn con kia. À, chết rồi, nóng quá. Rồi để chuối vô một. Mình bóp làm sao mà cho nó dẻo nữa nha. Đặng mình xe lại á, đặng mình nấu lên. Dính tay quá. Chớ là người ta nhìn vô nó chắc không dám ăn. Nhưng mà rửa tay sạch sẽ nghe cả nhà. Ở quê là vậy không ở nhà. Ở quê ta làm tay không mà làm bọc á, kiểu như là dính lùm ra, dính ra bọc quá. Nó cằn lắm. Còn bọc nó cằn lắm. Rồi, ai nói dơ không mà mình làm mình ăn được rồi. Nghĩ là ngon rồi được. Trời thấy chứ cả nhà nó chê chê thì kia chứ ra ngoài đường nấu đâu biết ai làm sao sao luôn. Để miếng bột vô chị đi. Hết luôn. Chết rồi dân. Đó là bài hành quá, lần đầu tiên làm hơi bỡ ngỡ nha cả nhà. Nghe nói ba mình cũng muốn ăn cho nên là mình làm. Thôi cả nhà đợi mình thấy bột xíu. Cả nhà ơi, nắng bột cũng xong rồi cả nhà, mới rửa tay nữa nè. Cũng bắt nước sôi lên rồi, giờ mấy chị em mình sẽ xe bỏ vô cho nó chín đi cả nhà. Cái phụng xe cục tròn của mình sẽ xe cục dài dài. Đó là cái tay còn ướt có nhũn nhẹt à. Cái tay còn ướt rồi. Ướt chứ vậy chị? Tay mới rửa mà. Xe nó bị gãy nha. Chuyển xe gì nè. Trời quê. Nước nó sôi là nó sẽ bị nó xăng lại rồi. Con sâu, mình xe con sâu. Trời sắp mưa đó cả nhà ơi. Trời mưa to vậy. Nghe áo gì chứ. Ai cho mình xe rất có chịu quá. Chắc anh rồi. Đâu. Không biết là cái món này mình làm cái hành trâu nữa là ngọc tiên. Em nghĩ là cũng thành mà đúng không? Chủ yếu là ngon hay dở thôi. Đúng rồi. Hay là làm chút cho mẹ chị chấm điểm thôi. Như nó có cột có miếng hơi khô không? Chị xe nó rất là bị đứt á. Nhờ xe gì vừa hoa xe nhiều lần có đánh đứt á. Ý, nó nổi lên nè. Ôi dài lắm nghe. Người không có ra ăn sao chậm. Nuốt chậm.
nổi lên rồi cả nhà. Thì cái này xe nó cũng hơi lâu rồi cả nhà đợi xíu rồi coi thành phẩm như thế nào nha. Thơm ghê ha. Nè cả nhà xong rồi cả nhà. Thành quả cho em mình dò nãy giờ. Dò nãy giờ cả nhà thấy rồi, cả nhà coi chưa được đầy một phút nữa. Chứ hai đứa dò nãy giờ tiếng ngữ rồi đó cả nhà. Giờ mình sẽ múc ra bên nước lạnh nha cả nhà. Đây cả nhà xem nè. Cục tròn tròn, cục dài dài. Nghe cục cục thấy ghê quá à. Cho bánh căng quá. Cũng hấp dẫn luôn chứ. Ăn thử miếng nè. Nó dai nha. Nó dai mà dai cái dạng mà dai của bột bột năng đó cả nhà. Dai cắn vô cái là nghe mùi chuối liền luôn á. Không có cái đồ ấy. Ấy có cái ấy bự đó không? Miếng xúc đó. Miếng hả? Ừ đúng rồi. Trời ơi nó gì quên nhà có một con. Ở nhà mình múc ra ngoài đây nè cả nhà. Xong rồi mình chỉ sang mình nấu nấu bánh canh nha cả nhà. Ủa nấu bánh canh. Nấu chè chuối. Ui là trời. Nấu bánh canh. Tại vì này quên, vịnh này nấu bánh canh không à. Nấu chè chuối. Chết rồi, một thao luôn rồi. Chết rồi. Bánh canh ngon quá. Chẳng à. Sao nó dính quá nè. Dính cái nồi quá. Nấu trứng gà cũng nguyên chứ bộ. Trời công suất cho em mình làm đó. Chắc chắc phải ngon thấy chị. Vậy vậy thì bây giờ mình sẽ chuyển sang mình nấu nước dừa nha cả nhà. Đây. Cái này là nấu nước chè cả nhà. Cái này là cái dừa khô cả nhà, mình bào ra xong rồi mình vắt nước. Mình lấy là một phần nước cốt dảo, một phần nước cốt đặc. Phải không mẹ? Đúng rồi. Thì cái này là cái nhão nữa cả nhà, mình nấu cho nó nóng lên. Xong rồi mình bỏ ở đây á, ở đây là bột bán nữa cả nhà, bỏ vô phùng. Bột bán á mình ngâm nãy giờ cũng được nửa tiếng rồi cả nhà. Hết luôn hả chị? Hết luôn. Mình nấu cho nó nở ra. Đó. Nó nở ra, nó phì ra cho nó sôi một lần nữa cả nhà. Thì mình sẽ bỏ chè chuối vô để nó bánh canh nữa rồi đó. Thì cái này để cho nó sôi cả nhà. Xôi xong mình để bỏ chè vô. Thì ở đây mình không có nấu bằng đường cát như cả nhà. Cái này là mình nấu bằng đường chảy hút nốt á. Nè đường hút nốt cả nhà. Cho nó thơm. Mình bỏ ở đây. Bỏ tầm mấy cục vậy? Bỏ tầm tùy theo. Ăn ít ăn nhiều, ngọt hay không ngọt. Mình bỏ trước 3 cục đi, đặng mình cho nó chảy đi. Xong rồi mình nêm thử nó vừa ăn quá nhà. Mình quậy nó ra cả nhà. Thôi cả nhà nấu ngoài này nó cũng chảy ra. Mà ngon ghê không? Tại vì nấu đường này nó sẽ thơm. Với lại nước nó không có ngọt gắt cả nhà, nó ngọt thanh á. Thì đợi cho nó sôi cho cả nhà mình đổ chè vô. Đây. Thì nãy giờ nấu xong cũng chín rồi cả nhà. Đây là cái nồi chè chuối của mình nha cả nhà. Cũng chín, cũng thành công rồi đó. Bây giờ mình sẽ múc ra cho bé Phục Mai thử nha. Đây. Ăn ít thôi, hơn nhiều nhé. Quậy cái nước cốt luôn. Rồi, nhìn cái nước cốt là thấy ngon đó nha. Nhìn là hấp dẫn không? Hấp dẫn. Này. Chưa chắc là ai cũng được ăn rồi đâu nha. Hôm nay mình cũng lần đầu tiên thử luôn á. Chín rồi. Cảm nhận gì? Thơm lắm nha. Thử vô á, thơm vừa thơm mùi chuối nha nhà, vừa thơm mùi chuối vừa thơm mùi khúc dừa. Ừ.
Mà cả nhà chưa? Thì mời ông bà cô chú anh chị bạn cùng ăn với mình nha. Mời cả nhà ăn nha. Nó dai ghê luôn á. Cái nước nó hơi ngọt cả nhà, nhưng mà cắn vô cục chè thì nó không có ngọt lắm, nó dai, nó ngọt vì dừa ngọt thanh đó, ngọt đúng mình. Cái này người già ăn cũng được, nó không có dai lắm. Hồi nãy mình sợ là mình để bột năng hơi nhiều quá, sợ nó dai à, như bà ngoại này kia không có ăn dai á, nhưng mà bây giờ không phải, bây giờ nó mềm xèo à. Nước cốt quá ngọt, béo không? Béo, có bể muối á, mặn nữa nha, ngon. Nhìn lại cái ngon rồi. Nóng ghê quá. Ngon không? Ngon. Tính ra là cũng đâu thất bại đúng không? Tại vì lần đầu tiên làm ở cái nhà sợ gì thất bại, nhưng mà không có, như là thành công luôn á. Nhưng mà rất thành công. Muốn thành công thì nghĩ không được 99%. Nhưng mà chè này mình nghĩ ăn ít chứ ăn nhiều ngán lắm. Tại vì nó cũng dai á, nó hơi dai dai thôi à. Ăn nhai nhiều chắc cũng hơi hơi mỗi miệng. Nhưng mà ngon. Ai mà hết ngọt là chắc là chè này là hợp á. Ta mê luôn. Ngon quá. Thì cả nhà ơi, thì video làm chè chuối của hai chị em tới đây xin kết lại nha cả nhà. Thì mình đánh giá cái chè này á là khá là ngon đó, khá ngon. Vừa dai dai, vừa thơm, mà nước cốt dừa rồi cả nhà, ngọt ngọt, ăn rất là ok, 10 điểm. Thì Hương Nguyệt xin hẹn gì, Hương Nguyệt xin cảm ơn bà cô chú anh chị bạn đã xem hết video nha. Cả nhà hay nhớ like, đăng ký, nhấn chuông nha cả nhà. Hẹn ông bà cô chú anh chị bạn tiếp sau. Xin chào.